Hả? Bà dê hả, ở nhà để mình làm cái số công việc nhà như nội trợ rồi đó mọi người. Nhưng mà hiện tại trời khá là lạnh, đứng ở ngoài đây mà còn run, tại vì Úc đó là tới 12, 13 độ C lận. Mọi người có thấy những gì bà dê đang thấy không? Ủa bà dê nhớ hôm nay ai cũng đi làm, đi học hết trơn, đâu có ai ở nhà đâu. Thường sắp tới Halloween, bởi vậy trong nhà với lại tất cả mọi thứ người ta đều trang trí Halloween. Trời đất ơi, liễu yếu đầu to sợ ma lắm, đừng có hù ta nha, ta ở nhà có một mình nè. Chào em nha. Là có thiệt hả? Đừng hù nữa, làm ơi, đừng hù nữa. Khoan. Không phải, ma làm gì xuất hiện ban ngày? Tục ngữ có câu, sợ ma thì ma dí, mà dí ma thì ma rất dài. Con ma kia, xuất hiện đi. Ủa? Ủa, bà thấy ma mà không sợ hả? Mắc gì phải sợ? Hả? Vui là ai, nghe giọng hơi quen. Dừng lại, anh đứng kìa. Ủa, nhớ xe anh nói đi shopping mà. Thì hôm nay Halloween, bởi vậy anh ở nhà giả ma hù em cho có không khí. Ngon đi. Rồi thấy em sợ chưa? Hồi nãy rõ ràng anh thấy em sợ mà anh hù quá đi. Thời buổi này ai mà còn chơi hù ma nhét ma nữa. Wait a minute. Mình là mình phải biến thành ma quỷ, sau đó mình ăn đồ ăn của ma. Một cái bạn zombie siêu ghê gượng luôn. Mọi người thấy ghê chưa bé đó. Thì dạo này sắp tới sẽ là một cái ngày Halloween cực kỳ là chấn động, yeah. Nên bà Dê quyết định là mình sẽ quay một cái clip, nhưng mà tại nước Úc luôn nha. Đó là mình sẽ review rất là nhiều món đồ bà Dê mua được, như là mặt nạ nè mọi người, rồi bánh kẹo Halloween, máu me, đồ rất là lạ luôn. Những cái bánh kẹo này á là không có ở Việt Nam, nên bà Dê quyết định là phải review cho mọi người những chiếc bánh kẹo Úc này. Nhưng mà mọi người thắc mắc bà Dê mua ở đâu đó không ta, thì bây giờ hãy xem clip này nha. Ok la mọi người, thì bây giờ bà Dê vừa phát hiện cái quầy này bán toàn bánh kẹo Halloween thôi, nên tôi quyết định là sẽ giới thiệu sương sương. Đầu tiên sẽ là một cái này, mọi người biết là gì không? Cái này gọi là candy slime, là giống như là slime mọi người, nói chung là mình ăn được, nhưng mà nó sẽ sệt sệt ra như slime và nó có kiểu màu đỏ đỏ với lại màu xanh dương như là máu me. Tiếp theo sẽ có một cây kẹo con ma nè mọi người, đó cây kẹo đó. Khi mà mình mở ra trong đây nó sẽ có một cây kẹo mút à, nhưng mà bà Vy nghĩ là lấy xanh dương cho đẹp. Rồi, tiếp theo sẽ có một cái bạn kẹo mama này nữa. Đó, rất là dễ thương. Không biết các bạn này ăn sao mà bà Vy thấy hai bên nó có hai cái viên như là viên xin gum vậy đó. Ui, cái này lạ nè. Really nigga. Trời đất ơi, đúng chị, kiểu kẹo Halloween luôn mọi người. Còn này là gì đây? Ui, cũng là mắt bà lồ nhưng mà giống như cái hình cái não mọi người. Đó, thấy canh chàng này không? Văng cái não ra rồi. Ăn kẹo mà văng cái não luôn. Thấy ghê không bé? Trời. Đó, kẹo thằng lằn này hồi xưa shop bà Vy có bán. Đấy, xưa xưa rồi đó. Còn đây là kẹo bơm. Kẹo bơm này thì ở trong đây nó có mấy cái viên cũng kiểu bình thường y, nhưng mà cái này mới giống Halloween nè. Đây, kẹo mút Halloween. Đó, mọi người thấy không? Xinh xỉu luôn. Đây, đầu tiên V sẽ khui cái bịch mà siêu to khổng lồ này nhất. Đó là bịch kẹo gummy body pass. Thì bà V nhớ là cái bịch này á, tôi mua rất là rẻ luôn, chỉ tầm giá 5 đô thôi mà được tới một nùi kẹo luôn mọi người. Trong đây là rất là nhiều kẹo đó. Đây, bây giờ bà V sẽ mở ra cho chị em xem nha. Kẹo gì mà toàn tay chân răng miệng không vậy trời. Trời đất ơi, đây á là tay nè đó. Còn đây, ê. Trời ơi, lúc nào bà V tưởng kẹo cứng ai ngờ là kẹo dẻo á mọi người. Trời, nó dẻo dữ bà nội ơi. Đó, có chân nè, có tai nè, có lỗ tai nha, còn có lưỡi, có não gì không chị em. Thấy ghê quá, có cái não nè mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ ăn thử. Mình sẽ ăn thử. Cái này biết thiếu gì không? Mình thiếu một cái ly giống như là ly máu, ly nước máu của những cái bạn mam hay uống đó. Đây, bây giờ bà Dê sẽ ăn cái lỗ tai của ông ta. Lỗ tai này thơm mùi kẹo dẻo quá ta. Gummy, gummy mọi người, rất là lạ không? Đây, trong cái bịch này sẽ có lỗ mũi, lỗ tai, tay chân và não nha. Tim rồi đó. Cái này bà Dê sẽ mở, cái này là gì trời? Cái này bà Dê thấy giống như là bóp ít vậy đó. Tại biết sao bà Dê thấy cái cục này nó nằm trong cái đống đồ ăn kẹo của Halloween, nên tôi cũng hốt thử luôn. Mà nghe nó phải đồ ăn mà. Nó là kiểu bóp ít, bóp ít xì la mới. Trời đất ơi, tôi tưởng đồ ăn. Đây đây, đằng sau là bà Dê thấy cái chữ là toy, là mọi người, là đồ chơi nha. Đó chứ không phải ăn được. Ném tí nữa là đâm ăn thiệt luôn. Chắc chấn động mà kè, mà cái này cũng không liên quan tới Halloween cho lắm nha. Chắc là có bạn nào bỏ vô đó xong cái tôi không biết. Tôi hốt vô luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cái món liên quan tới Halloween.
đó là alien bóp đó. Alien bóp đó là kẹo mọi người. Trời đất ơi, ở ngoài hình là alien mà ở trong không thấy có gì liên quan tới alien. Thôi kệ, bà Dê đeo chiếc nhẫn vô, bà Dê ăn luôn cho rồi nè mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ gỡ ra. Hả, à, cứng quá rồi coi. Trời ơi, phải tác động bằng kéo mới ra được nha. Mà trong đây sao tôi không thấy cái nào liên quan tới alien. Đúng rồi, nó chảy. Hình như là nó chảy xong cái nó làm mất đi cái khuôn mặt của alien luôn. Mọi người, mà vẫn phải thử. Kẹo dâu, kẹo dâu. Sẽ thử đồ Halloween đi. Nãy giờ tào lao hơi nhiều. Đây, mọi người có thể thấy Crazy Candy Slam vẫn là xì lam, nhưng mà cái này là kẹo xì lam nha mọi người, là mình có thể ăn được luôn. Thì cái này á, bà Dê mua hai cái. Một cái là xì lam màu xanh, một cái là xì lam màu đỏ. Bây giờ tôi sẽ lấy hai cái chén để xót ra cho mọi người xem cái chất của nó là như thế nào nha. Ok. Chắc là nó sẽ như xì lam thiệt, nhưng mà mình có thể ăn được. Đó, mọi người thấy không? Cái này mình có thể giả trang thành móng me đồ đó chị em. Mình có thể xịt cái kẹo này lên trên bánh mà kiểu là bông lan, bánh ơ đồ đó mà có hình Halloween. Đây, rất là ghê. Đây, đây là màu đỏ nha. Còn đây là màu xanh. Xanh lè, xanh lét. Trời ơi, màu này đẹp quá vậy. Trời ơi, biết người ta, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, 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 wow. Bây giờ bà Dê sẽ ăn thử liền cho nóng. Đó, mà cho mọi người thấy hai cái màu đúng không? Bây giờ mình sẽ ăn tận mắt cái này luôn. Lani. Really, nigga? Trời ơi, chua quá. Trời ơi, giống như kẹo sạch chua vậy đó chị em ơi. Cái này là vị cranberry hay sao á, là vị Việt Quốc. Còn bây giờ bà Vê sẽ thử vị dâu nha. Bruh. Trời ơi, nó chua hơn nữa. Trời ơi, nó chua bằng lạnh quéo càng nữa. Muốn viết bờ gồ luôn. Nói chung cái xì lam này á, là chua cực kỳ chua luôn. Chua chấn động bờ kè luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn tới kẹo mút Halloween. Đây, sau khi gỡ ra mọi người nhìn thấy cái màu này là biết cái màu của Halloween rồi đúng không ta? Cái màu này giống như là một cái trái bí ngô vậy đó mọi người. Mà tức ghê, bà Dê biết vậy là bà Dê sẽ mua liền một trái bí ngô tươi để cho chị em xem, rồi có thể là mình sẽ trang trí trái bí ngô tươi rồi mình cắt mắt cắt mũi miệng ra nhìn rất là đẹp. Mà bà Dê quên đi mua nên hôm nay mình review bánh kẹo trước thôi ha. Ok. Kẹo nỉ mùi giống kẹo kéo. Cái ngọt quá vậy. Ồ, cái vị giống kẹo kéo y chang luôn. Lấy gì cho ma ăn. Who are you? Người ăn thôi được. Thì đó, Halloween là ma mới ăn thôi. Đúng không? Đúng rồi, kẹo kéo. Kẹo kéo. Rồi, cắm vô cái chua lè luôn hết ngọt à. Tại vì cái này nó đang ngọt, mình chấm chua vô là nó vừa. Thì còn cái này nữa mà tính sao? Cái này là cây kẹo ma mắt bơ lồ. Đây, mình phải thử liền cho nó. Mắt bơ lồ bóp nha mọi người. Trời, bà Dê thấy khoái cây này nhất luôn. Ma này giống như là ma đầu lâu mà kiểu là ma dân tộc đó đó chị em. Thấy nó hơi ghê. Mà thơm quá đã. Thơm xỉu luôn. Ở bên ngoài là nó áo một cái lớp đường nha mọi người. Còn những cái này ở trên đây nó như là lớp kem để nó trang trí lên gì đó. Đó, bây giờ bà Dê sẽ giật con mắt của ông ra ăn. Trời đó ơi. Trời ơi, nó dẻo rồi mọi người ơi. Đó. Con mắt là đường nghe. Đó, xung quanh đây toàn là đường kẹo mắt bơ lờ. Bây giờ hãy ăn thử. Nó ngọt ngọt, thơm thơm, mà cực kỳ là nghe mùi trái cây luôn nha mọi người. Rất là nhiều trái cây luôn. Nói chung cũng ok. Ăn được cái đầu của ổng rồi. Này bây giờ không biết là đồ chơi hay là đồ ăn nữa. Đó, mình kéo như thế này lên á là nó sẽ chơi được. Còn đây cũng là một cây kẹo, nhưng mà nó là vừa là móc khóa được luôn mọi người. Và nó có hình đầu lâu rất là đẹp. Tăng 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 tăng. Đó, trong đây là một cây kẹo mút siêu cute hộp me luôn. Đó là khi mọi người lấy cây kẹo này ra, mọi người có thể sử dụng cái này như là một cái móc khóa để mình treo cặp treo ơ. Dễ tiếng ghê vậy. Tiếp theo sẽ là một cây kẹo nữa, nhưng mà cây kẹo lần này sẽ là một cây kẹo não người nha mọi người. Đây, mọi người có thể nhìn thấy á, trên đây á là người ta sẽ vẽ phía bên ngoài một cái đầu của cái bạn này đó, sau đó người ta để cây kẹo vô nhìn như là cái não đang bị nổ tung. Ghê gì đó thì ghê quá trời luôn. Nhưng mà đặc biệt bà Dê thấy trong cây kẹo này á là nó có hình cầu vòng và có một cái nhân gì ở trong đó, nên bà Dê quyết định là mình sẽ lết ra liền để cho chị em xem. Đây, cây kẹo cái não. Nhìn rất là não. Não nè, não ơ luôn. Nghe mùi giống như là mùi xin gum ta. Mùi lạ vậy ta. Chắc bà Dê phải đập cây kẹo này ra quá. Sao mà đó được. Dạ, tôi cứ ngắt vậy. Đúng rồi, ngậm biết chừng nào mới ra cây kẹo á. Ăn uống gì đâu mà thấy cây búa ra dỗ. Lỡ có cây búa ăn chắc gãy răng quá. Không, ví dụ bình thường á là người ta phải ngậm hết cây kẹo nó mới ra được cái phía trong. Nhưng mà giờ mình làm biến ngậm quá, bởi vậy thôi. Mình đập lên cho lẹ. Để coi là trong cây kẹo này nó có gì nha mọi người.
Trời ngon quá vậy. Trời ơi, nhìn xịn xỉu luôn. Nhưng mà kẹo này nó cứng như đá vậy chị em. Mà ngon lắm em. Trời đất ơi. Kẹo trái cây. Ủa, anh đập dưới đất dưới đá rồi xong cái anh bỏ lên miệng anh ăn hả? Thông minh lắm. Ủa sao là cái gì đục ở trong hả? Vậy hả? Đúng rồi, nấu ăn. Trời ơi, thơm quá à. Giống cái hương vị hôm bữa mình đi ăn cây mảy màu á. Trời đất ơi, cái hộp này hôm bữa thầy Đốc đòi mua là mọi người, chính đồ của tôi. Một cái ly này thôi, kẹo xương xương bằng 150. Trời đất ơi, đau lòng dễ sợ mà không sao. Quay clip cho chị em là chơi tới bến công chuyện này. Trời, nắng lên dữ vậy trời, ấm áp dữ. Rồi, ok, đã mở được ra nha chị em ơi. Đó, trong đây có rất là nhiều kẹo luôn. Để bà Dê đổ ra cho mọi người xem thử nha. Đây, tăng 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 tăng. Quá trời kẹo lạ. Ui, mắt con này gì? Kẹo nổ nè. À bà giờ nghĩ, ui. Ủa sao cái bộ không vậy? Bộ không vậy? Ủa đây nè, trong đây đó có cái muỗng hả anh? À, này là chơi kẹo bộ. Ừ. Ừ. Kẹo ướt hả? Dạ, đây 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 kẹo bột nha. Chua. Có nổ không? Không có nổ nè, như kẹo bột trong cái hũ bột mà hồi xưa mình ăn á anh. Còn này cái muỗng này giống như là cái đồ xúc cát vậy đó mọi người. Đây cây này là có hình bé gấu nè đó. Bỏ cái dĩa cho mấy bạn dễ xem. Đây, những cái cây này là có hình rất là nhiều luôn. Bé gấu, bé ơ rồi đó. Trời ơi, một cái bịch của nó nhiều loại kẹo ở trong quá ha. Ồ, quá trời loại luôn. Đây, đây là kẹo cây nha mọi người. Mình sẽ được 4 cái cây này. Sau đó tiếp tới là sẽ là những cái kẹo vi như thế này. Đó, rất là đẹp. Rồi, tiếp tới thì sẽ là những cái cây như thế này nữa. Nó là cái gì như viên thuốc vậy? Ủa, lạ vậy? Ờ, không biết ăn sao nữa, mọi người viên đi anh. Trời ơi, kẹo đây, kẹo nào cũng chua vậy. Hình như bên nước ngoài ta thích ăn chua á bà ơi. Mẹ em, mà em cảm thấy là nó có ga trong. Gì hả? Đúng không? Em ăn vô cảm thấy là cái lưỡi của mình nó tê tê như là có ga vậy mọi người. Đây, kẹo mút con ma đó, thấy ghê chưa mọi người? Bây giờ mình sẽ ăn thử. Kẹo mút này ngọt quá. Cái viên kẹo này á mọi người là viên kẹo coca, trái cây, trên berry nên nó hả nó sẽ hơi kiểu là hơi nước ngọt chút xíu, nhưng mà cái cây này á là giống như là gọi là cây kẹo đường luôn. Nó ngọt ngay luôn, mùi đường luôn mọi người. Cái này không ngon lắm. Tiếp theo bà Dê sẽ gỡ tới cái kẹo này gọi là ý. Cái kẹo này hình như giống cái kẹo nhũng não hồi nãy nè mọi người. Cùng hiểu luôn. Lạ vậy ta. Trùng hiểu anh thì. Con nào này kẹo thúi không ta? Không phải nè. Em nghĩ là kẹo trái cây. Sao chua vậy? Sao kẹo nào bên đây cũng chua chân á? Chua lẹ đấy à. Đây bây giờ bà Dê sẽ chế máu ra. Thì cái máu này không biết là nó có khác gì so với cái máu kim tim này không. Nên bà Dê sẽ lấy ra hai cái luôn. Trời ơi, giống máu thiệt quá vậy. Ghê quá à. Cái này bây giờ là mọi người đang chảy máu, là mọi người dính dính lên đây nè để coi. Thử phải siro. Không có được đâu anh ơi. Đây, giống như là đang bị chảy máu vậy đó chị. À, tôi hiểu rồi. Sao vậy? Cái này để ví dụ người ta quá trang làm sắc ướp hay là ma, cái người ta xịt lên mặt làm cho nó giống như là ma vậy. Thì đó, với lại người ta quấn mấy cái mà băng bông lại á, xong người ta chậm lên giống như là đang bịt máu lại đó mọi người. Còn đây bây giờ là bà Dê sẽ gỡ thử kim tim. Đó, kim tim thì sẽ dặn như thế này. Ý, rớt vậy. Sau đó mình sẽ kẹp vô. Ui, kim tim cái máu nó sệt hơn nè anh. Ờ, nó giống mà cái đậm hơn á. Đúng rồi. Ê, xịn đây thử ăn thử. Đâu có ăn nữa. Cái này là cái hóa chất mà. Ôi, với cái kẹo tôi đang ăn mà. Trời đất ơi. Đặc biệt nha, Halloween bà Dê còn có mua thêm rất là nhiều cái mặt nạ siêu chấn động luôn. Những cái mặt nạ này giá chỉ có 2-3 đô thôi, là tầm có 30-40 nghìn à. Mà nhìn rất là ghê. Cái mặt nạ này hôm bữa cái clip mà hả đi mua đồ Halloween chị Thanh đội phải không? Đúng rồi, ghê chưa. Trời đất ơi, đầu tóc bù xù. Rồi, còn đây là mặt nạ sát ướp nha chị em. Đó. Mặt nạ sát ướp nhìn hài à. Ghê chưa. Chấn động, nói chung là hôm nay là mình quậy chấn động nguyên một cái chỗ này luôn rồi. Mọi người có thể thấy là bà Dê sử dụng rất là nhiều loại mặt nạ và bánh kẹo Halloween. Mà bà Dê thấy là những cái bánh kẹo này cũng rất là khó mua ở Việt Nam, nên bà Dê đã mua rất là nhiều để review cho chị em. Nên nếu mà chị em có thích cái clip hôm nay thì đừng quên là nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh tôi nha. Và mọi người đã chuẩn bị cho buổi Halloween ở Việt Nam của mình chưa thì cũng nhớ comment phía dưới cho bà Dê biết nha mọi người. Còn bây giờ thôi, chào tạm biệt tất cả chị em. Hẹn chị em clip tiếp theo. Wow. Thì giờ dễ quá.